bạn bắt gặp những hình ảnh của sữa tắm Happy Bath trên các diễn đàn làm đẹp, chăm sóc da nhưng chưa hiểu rõ về công dụng của chúng và chưa hiểu vì sao Happy Bath lại có được ưa chuộng đến thế. Vậy thì ngay sau đây hãy để chúng tôi chia sẻ review hai loại sữa tắm Hàn Quốc Happy Bath 900g đến bạn nhé. Đây cũng là hai loại best seller thời gian gần đây đó nha. Trước hết phải nói đây là những loại sữa tắm có thương hiệu có tiếng trên thị trường không chỉ ở Hàn Quốc mà cả toàn cầu. Thương hiệu Happy Bath theo đuổi tiêu chí thân thiện với tự nhiên và an toàn với mọi loại da khi sử dụng. Do đó đây cũng là một trong những điểm cộng lớn cho dòng sản phẩm và thường được đề cập bởi nhiều người khi review hai loại sữa tắm Hàn Quốc Happy Bath nói riêng và các mùi khác của thương hiệu Happy Bath nói chung. Sữa tắm Happy Bath Natural Body Wash này đến từ Hàn Quốc, được biết tới là sản phẩm sữa tắm có thành phần tự nhiên lành tính. Cụ thể, sản phẩm được chiết xuất đến 95% nguồn gốc từ gạo, mang tới công dụng tuyệt vời trong việc chăm sóc làn da mịn màng, dưỡng ẩm cho da. Mùi thơm sữa tắm Happy Bath nhẹ nhàng, êm dịu thư thái, đảm bảo làn da sau khi sử dụng trở nên mềm mại, sạch nhờn và cho cảm giác rất dễ chịu, thoải mái. Sau đây là cụ thể ưu điểm của hai dòng sữa tắm Happy Bath Natural Real Milk Body Wash và sữa tắm Happy Bath Magnolia Essence. Với sữa tắm Happy Bath Natural Real Milk Body Wash thì đúng như cái tên của nó, thành phần cực kỳ quen thuộc, thân thiện với tự nhiên mà công dụng đem lại vô cùng hiệu quả. Tinh chất từ tảo biển, sữa gạo sẽ cho bạn cảm giác trên da siêu giãn, một mặt là vì tạo được bọt nhiều, một mặt là có sự dịu mát, dễ chịu. Loại này có công dụng đặc biệt là làm sạch da rất tốt, thậm chí dù bạn không sử dụng tẩy tế bào chết kỹ đi chăng nữa. Bên cạnh đó thì một công dụng không thể không nhắc khi review hai loại sữa tắm Hàn Quốc Happy Bath này là khả năng làm trắng hồng da một cách tự nhiên, không gây kích ứng và khiến da bắt nắng. Hẳn là các chị em say như điếu đổ đúng không nào? Tiếp theo là loại sữa tắm Happy Bath Magnolia Essence. Đây là loại được rất nhiều chị em đánh giá là có mùi hương siêu ấn tượng, thoang thoảng dễ chịu chứ không hề nồng chút nào và khả năng lưu giữ mùi hương của em sữa tắm này cũng rất lâu. Thành phần chủ yếu của dòng này là các loại dầu thực vật siêu tốt cho da như dầu olive, dầu hướng dương, dầu dừa. Đây cũng chính là lý do mà da bạn sẽ có thể trở nên săn chắc, khỏe mạnh hơn bao giờ hết chỉ sau thời gian ngắn sử dụng thường xuyên. Đặc biệt là dù ở độ tuổi ngoài 35, tuổi trung niên đi chăng nữa thì sữa tắm Happy Bath Magnolia Essence này cũng sẽ trả lại cho bạn một làn da đàn hồi, mịn màng đáng ngưỡng mộ đấy. Hy vọng rằng qua một số thông tin review hai loại sữa tắm Hàn Quốc Happy Bath này đã có thể giúp cho nàng có thêm sự tham khảo và lựa chọn ưng ý cho mình nhé. Chúc nàng luôn